này là làm tóc cho búp bê nè, nó kẹo dẻo làm tóc búp bê á. Rồi giữ ba cái luôn á hả? Giữ rồi để ba đó điện thoại bà 10 tính tiền nha. Rồi anh chị nhớ không? Mấy bạn mùi về quá trời luôn rồi kìa. Mùi nhanh lên về chiều còn đi học quá mùi. Đi, cái gì đó. Cái đó gì vậy con? Cho câu hả? Rồi, gì nữa? Qua tìm nó đi, qua tìm gì mới nó đi. Đó trời luôn. Con biển kìa mỗi. Con biển nè, lấy không? Thôi kêu bà mời lấy cho. Cái đó gì? Mấy cái mà hôm nay hả? Để mọi kiếm mình đây cho nó. Đúng không? Đúng không? Không thấy hay không? Dạ. Con nói lớn lên mà mọi nghe à, dạ. Phải rồi, dạ. Dạ, đúng không? Gặp mày làm gì rồi? Kéo thầy xuống. Bà nói mệt. Em bé thầy nói đi hả? Gì đó không? Bye bye bạn hả? Con nói quế nào ngon? Bạn ăn đó hả? Con thấy bạn ăn ngon á hả? Mười ơi lấy cho cái bịch này nữa nè. Cái này cái gì nè? Hai bịch. Hai bịch đó. Dạ. Bịch đó bịch gì vậy mười? À, mười nói bịch này ngon nè. Bạn thấy bạn ăn ngon. Rồi vô bà mười tính tiền cho. Là mời lấy cho con hai cái bịch con biển chưa? Con biển hay không? Dạ. Dạ. Rồi. Nó phải không? Nguyên bộ chữ cái mấy chữ đi. Chữ gì mũi? Chữ này chữ gì? Biết chữ không? Về xếp chữ nha. Chữ này chữ gì? Chữ gì nói? Chữ M. Nói lớn lên. Chữ M. Chữ này. Chữ chữ O. Chữ này chữ A. Bánh tráng Doraemon này, bánh tráng Doraemon nữa chứ. Không mua cho em. Có không? Có. Dạ đâu có. Cái này cho em đâu? Đó, cái này là ba cái nè đó, đó. Mấy cái nào là hai ba cái là cho em, còn nào có một đó là cho mình. Cho mình thôi. Đây. À, mở sách được không? Mở sách được nha. Một con sách con cầm luôn nha. Thôi mời các bạn về gần hết luôn rồi trời ơi. Mấy anh chị về gần hết rồi, đi xe đạp nữa thấy không? Dạ thấy. Nè bác cho con lớn mà mấy anh chị nói để cho con đi được, đi xe đạp được không? Được chứ, con lớn bằng mấy anh chị là đi xe đạp luôn á, thấy không? Rồi, giờ thì mẹ đưa, mẹ đón sang năm cho đi xe đạp luôn. Con thấy có lớp 2 không mẹ? Ừ. Rồi bộ về tới nhà rồi đây. Trời đất ơi, ngồi sao ăn dụng nữa chứ. Cái gì vậy con? Thôi đi vô, đi vô, đi vô. Ý rồi rớt rồi kìa, lụm lên. Ừ, để thấy rồi. Trời ơi, từ thôi xuống, lụm bịch bánh lên. Vô cho anh hai nữa. Trời ơi, ăn vụn, mỗi ăn vụn các bạn ơi. Ơi đâu hai chờ rồi, hai chờ rồi, có phần gì chia trên hai không ngày nào? À cái đó của em gánh cột có hả?
Cái nào có một cái là cho em cánh cục hết đó. Cho em. Cái này của anh hai. Thôi cho anh hai ăn. Cái này là cái gì? Đây, bánh tán rô ga ghi mò. Đây là của anh hai. Còn đây là của cánh cột. Vậy hả? Ôi ơi, còn ba xé một cái nó đổ chùm đó mà kệ. Ăn luôn đi, ăn luôn. Mỗi cậu gỡ nón ra con. Thôi úi, mới về làm gì trước tiên nè. Gỡ nón ra, thưa chưa? Thưa anh hai, thưa cậu ba chưa? Thưa cậu ba đi. Rồi còn ai nữa không? Nhắc không à. Mùi để nhắc không nha mùi. Còn ai nữa không? Mẹ mới đi học về cho ngoại cái này nè. Thử ngoại mới đi học về cho ngoại này nè. Bánh tráng trộn. Trộn trộn sẵn á hả? Trộn sẵn. Ngon. Tại mùi phái mà. Phải không mùi? Rồi cho anh hai ăn chưa, ăn thử bánh nấm tộm chưa? Rồi anh hai hỏi cái gì, anh hai đang kiểm tra cái mọc của con rồi còn gì. Này là bịch rau câu với rong biển để chiều ăn ha. Rồi. Cái bịch ăn cái này để con để học mà sao cậu ba xé ra? Thì đó, đâu bịch nào nữa đâu, bịch đó cậu ba đâu có xé. Chắc là nãy bà mời kéo ra bị đứt nè. Nè, vậy hả? Vậy là để sâu quá đó, để sâu quá. Nãy bà mười mới giật ra cái bị sức ra luôn thôi. Rồi kể nó thôi bóp lại như nè rồi đi học đem theo ăn ha. Trời ơi, ngon con. Rồi con ăn cái kẹo chải hồi nãy đi, cái kẹo tóc con. Lấy ra cho anh hai ăn với. Đó, anh hai đang đợi nè. Làm ra cho anh hai ăn. Đó, xoay xoay cái nó chải nó thành cái mái tóc dài của búp bê luôn ha. Đây là búp bê, cái mũi làm mái tóc cho búp bê luôn. Rồi mùi ăn muốn cho anh hai. Rồi làm lại rồi. Làm mái tóc lên cho búp bê rồi, sức ra luôn rồi. Sức ra luôn hình như hết rồi. Mùi ăn nãy giờ chắc nó hết rồi sao rồi á. Nè lấy cái cây của anh hai nè. Cây khác kẹp đây. Ok. Mùi ăn cây màu xanh dương ha. Rồi anh hai màu xanh lá cây. Đâu bộ làm lên mái tóc cho búp bê nó rồi. Chưa có mọc tóc đó. Bây mọc giờ tóc mới lên à. Mọc tóc lên rồi nhiêu đó rồi. Vị táo còn nói mùi ăn là vị gì? Vị táo không, mùi táo đâu, mùi gì hồi nãy mùi bìm mùi vị quất phải không? Mùi ơi à, còn cái màu hồng là vị dâu. Đúng rồi, màu hồng ba... này là vị dâu. Ba màu, ba mùi khác nhau, mùi khác nhau luôn. Rồi anh hai ăn đi, anh hai ăn tóc của búp bê. Ơ à, ơi, ăn kẹo tan chảy, ăn kẹo chảy. Ờ, hồi cho hai miếng nữa. Nè con, nè nó mọc tóc nè. À, búp bê mọc tóc lên đó ha. Hình như cũng hết luôn rồi. Hình như cũng gần hết, có chút xíu à. Rồi, bye bye các bạn nha. Cho cậu ba miếng. Sức ga là hết á, hết rồi sức ga. Nó không báo hết á. Không báo hết á. Bye bye, mùi ơi. Dạ. Bye bye, chào bye. Tạm biệt.